xuất hiện hoa hậu duy nhất bên vực người đẹp Hờ Ăn Nhê giữa ồn ào chửi xéo Hờ Hèn Nhê. Sau nhiều ngày diễn ra những lùm xùm không đáng có liên quan đến hoa hậu Hờ Hèn Nhê, người đẹp Hờ Ăn Nhê đăng tải dòng trạng thái cảm ơn người thân bạn bè đã ủng hộ tinh thần cho mình những ngày qua, kèm theo đó là lời tự sự: đời người ngắn lắm, sống cho mình còn chưa đủ, nói gì đến việc bận đi làm hài lòng người khác. Ở phần bình luận, bạn bè và các fan cũng để lại lời động viên cho người đẹp. Đáng chú ý nhất là dòng bình luận của Lê Âu Ngân Anh. Người đẹp này viết: em tin chị cố lên và vững tin nhé. Thị phi vốn dĩ là những thứ không có thật, nên càng cố gắng chống lại thì mình càng làm điều vô nghĩa chị à. Em tin chị còn nhiều điều ý nghĩa để làm ở phía trước. Hờ Ăn Nhê ngay lập tức gửi lời cảm ơn đến cô em dễ thương vì sự đồng cảm này. Hoa hậu Ngân Anh tiếp lời và cho biết nguyên nhân vì sao mình ủng hộ tinh thần cho đàn chị. Vì hơn ai hết, em hiểu việc mà tự dưng mọi rắc rối đều tiến rớt xuống đầu mình, mặc dù là mình chẳng hề chủ tâm. Mà thị phi ác lắm, nó phải đẩy một người xuống tận cùng, đạp đổ hết những điều tốt đẹp chị à. Nhưng em đã vượt qua được, chị còn phải mạnh mẽ và làm tốt hơn em nhé. Có vẻ như xuất phát từ sự từng trải với những điều tiếng không đáng có và không hiểu vì sao rơi xuống đầu mình, nên Hoa hậu Ngân Anh rất cảm thông với tay bay vạ gió mà Hờ Ăn Nhê đã phải gánh chịu những ngày qua. Cô cũng là nàng hậu duy nhất công khai động viên tinh thần cho Hờ Ăn Nhê giữa tầm bão. Á hậu Hờ Ăn Nhê tiếp tục nói xấu tượng sáp của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê, còn sống mà dựng tượng. Những ngày qua, vụ ồn ào giữa người mẫu Hờ Ăn Nhê và người hâm mộ của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê khiến cư dân mạng xôn xao. Kéo nhau vào trang cá nhân của người mẫu quê Đắk Lắk để ném đá. Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại khi trên trang cá nhân của mỹ nhân từng 8 lần trắng tay lại tiếp tục đăng những dòng trạng thái mỉa mai đến tượng sáp Hờ Hèn Nhê. Mới đây cô nàng tiếp tục đăng đàn. Tượng nhà mồ là loại hình nghệ thuật điêu khắc độc đáo, một nét đặc sắc trong văn hóa cổ truyền Tây Nguyên. Các tác phẩm thuộc loại hình này được cho ra đời ở thời điểm lễ bỏ mã với mục đích phục vụ người chết, người Tây Nguyên gọi là hồn ma. Để chuẩn bị tổ chức lễ, ngoài việc sửa sang nhà mồ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rượu cần, người ta không quên làm tượng để đặt ở nhà mồ, tức tượng mồ. Hôm bữa xém xỉu vì gặp tượng ngay giữa phố núi, phân vân là tượng sáp hay tượng nhà mồ, vì sáp không ra sáp, mồ không ra mồ. Nữ mà cắt hết tóc giống đàn ông, chắc thần linh cũng hoảng hồn, còn sống mà dựng tượng là phạm luật tục đấy nhé cưng. Dù không nhắc đến ai trong dòng trạng thái này, nhưng nhiều người cho rằng Hờ Ăn Nhê đang ẩn ý nói đến tượng sáp của Hờ Hèn Nhê. Không thể phủ nhận sau lùm xùm của hai người đẹp ED khiến tên tuổi Hờ Ăn Nhê hot theo chiều hướng tiêu cực. Không chỉ đá xéo, người đẹp ED còn mắng thẳng mặt fan của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê gay gắt thế này đây. Sau khi mỉa mai đá xéo Hoa hậu Hờ Hèn Nhê cười giả tạo trong lễ hội cà phê diễn ra cách đây vài ngày, ngay lập tức, Hờ Ăn Nhê phải hứng chịu nhiều gạch đá từ cư dân mạng, đặc biệt là các fan yêu quý Hờ Hèn Nhê. Ai nấy đều nghĩ người đẹp này đang ghen ăn tức ở với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Mới đây, người đẹp khiến các fan khá thất vọng khi có chia sẻ gây tranh cãi về lễ hội cà phê diễn ra tại Buôn Mê Thuột. Thế nhưng dù bị fan Hoa hậu Hờ Hèn Nhê tấn công vô cùng bức xúc, sau đó Hờ Ăn Nhê vẫn không để bạn được mình yên. Người đẹp này đăng tải dòng trạng thái đầy thách thức khi mắng fan của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê là trẻ trâu, fan nào chủ nấy. Hờ Ăn Nhê nói, thay vì diễn nên về nhà đóng cửa dạy dỗ lại fan của mình đi nhé. Không chỉ thế, cô còn cảnh báo rằng, tôi không phải Hoàng Thùy nên không đứng im để các người bắt nạt đâu nhé. Thứ fan cuồng trẻ trâu, mắc cười. Cư dân mạng đua nhau ném đá người đẹp 8 lần đi thi nhan sắc. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn chế mỉa mai đến người bạn đồng hương của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê khi có sự ghen tị với cô. Phát ngôn này của Hờ Ăn Nhê ngay lập tức nhận nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Đa phần đều cho rằng cô đang ghen tị với thành công của Hờ Hèn Nhê. Được biết Hờ Ăn Nhê là người đẹp nổi tiếng sau 8 lần thi nhan sắc và cũng là người bạn cùng buôn với Hoa hậu Hờ Hèn Nhê. Vài ngày trước, người đẹp này đã có những chia sẻ gây tranh cãi về lễ hội cà phê với ngụ ý đá xéo Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Sự thật mãi là sự thật. Đừng như hoa cà phê giả mang diễu hành khắp đường phố kia, nhưng chỉ là hô hào giả tạo. Cây cà phê giả, nụ cười giả. Phải chăng cây cà phê thật sắp tuyệt chủng để thay thế cây cà phê bằng nhựa, mà hạt cà phê là pin, là bắp, là đậu trộn. Hờ Ăn Nhê sinh năm 1992 là người mẫu được biết đến với hành trình 8 lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô nàng từng thi siêu mẫu Việt Nam 2015, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011-2013,
Hoa hậu Việt Nam 2014-2016, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Đến khi tham gia Hoa hậu siêu mẫu thế giới 2018, cô nàng mới có được danh hiệu đầu tiên là Á hậu 2. Những lời hờ ăn dê đang đố kỵ với sự thành công của cô bạn đồng hương nên cố tình tạo phốt gây thị phi cho hờ hen nhê. Thế nhưng tưởng chừng như việc này dừng lại, cô còn đăng đàn trên trang cá nhân chửi rủa đến fan của Hoa hậu hờ hen nhê. Tiểu sử hờ ăn nhê, người đẹp đồng hương đá xéo Hoa hậu hờ hen nhê giả tạo là ai? Hờ ăn nhê là người dân tộc Ê Đê, người đẹp Tây Nguyên mang một vẻ đẹp khác lạ và đầy bí ẩn với một làn da rám nắng. Cô sinh năm 1992, từng tham dự cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, lọt vào top 6, đặc biệt cô còn đoạt giải thí sinh có thân hình đẹp nhất. Năm 2015, đoạt giải siêu mẫu Việt Nam có thể hình đẹp nhất. Năm 2016, đoạt giải Miss Việt Nam Timeless Beauty. Năm 2017, lọt top 15 Hoa hậu Đại Dương, top 3 thí sinh mặc bikini đẹp nhất. Ít người biết được rằng, người đẹp đang là giảng viên của một công ty truyền thông lớn ở Sài Gòn, lại có một tuổi thơ dữ dội. Hờ An Nhê là con út trong một gia đình nghèo, 6 anh chị em, chỉ có cô và một người anh trai được đến trường. Ba bệnh nặng không có tiền chữa bệnh qua đời sớm, thương mẹ vất vả, Hờ An Nhê đã phải đi làm thuê trong đồn điền cà phê, đi chăn bò thuê để kiếm tiền mua quần dài đi học. Hờ An Nhê học rất giỏi, không chỉ thi đỗ vào trường dân tộc nội trú, mà năm lớp 11 cô còn nhận được học bổng của Pháp cho những học sinh xuất sắc nhất trường. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, cô đã nhận được lời mời về công ty truyền thông lớn tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Mang vẻ đẹp thân hình hoàn hảo, làn da quyến rũ của nắng gió đại ngàn, người đẹp Hờ An Nhê được ví như viên ngọc trai đen của Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô thuộc nhóm các người đẹp có thân hình nóng bỏng nhất vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô cao 1m73, nặng 50kg, số đo 3 vòng 84, 58, 91. Vào đến chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, Hờ An Nhê mang đến những nét riêng với những trang phục truyền thống của núi rừng Buôn Đôn, đặc biệt là màn thi tài năng với điệu múa vũ khúc Tây Nguyên đầy mê hoặc bởi sự bí ẩn và hoang dã. Mong muốn lớn nhất của Hờ An Nhê là sẽ có nhiều cơ hội kêu gọi từ thiện, giúp đỡ cho quê hương vì nhiều nơi còn nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu nước, thiếu điện và đặc biệt là thiếu cái chữ. Cô cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Cô rất mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn loài voi ở Buôn Đôn. Năm 2015, Hờ An Nhê trở lại với cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam bằng một sự nỗ lực hết mình. Với vẻ đẹp độc, lạ, làn da nâu rám nắng, thân hình chuẩn bốc lửa cùng kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp, Hờ An Nhê tự tin có đủ tố chất để bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ, một cuộc thi đề cao vẻ đẹp, tự tin, năng động, khỏe khoắn và trí tuệ. Đó cũng là vẻ đẹp của phụ nữ thời hiện đại, được trang Mixology bình chọn là top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Cũng trong năm 2015, Hờ An Nhê tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải siêu mẫu có hình thể đẹp nhất. Với giải thưởng uy tín này, cô đã viết thêm một trang mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Song song đó, cô cũng được mời làm MC, ban giám khảo các cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên. Bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, Hờ An Nhê đang hướng đến một siêu mẫu đa năng trong giới showbiz Việt. Năm 2016, Hờ An Nhê quay trở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 2 với quyết tâm cao độ sau khi đã luyện tập các kỹ năng. Mỗi lần ra sân khấu, khán phòng bùng nổ với sự cổ vũ nhiệt tình. Cô hoàn toàn lột xác với bước đi catwalk được cho là đẹp nhất trong top 30 thí sinh. Nhưng lần nữa khán giả phải tiếc nuối khi cô không được bất kỳ một giải nào. Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, cùng ý chí, nỗ lực, thần thái, biểu cảm, gương mặt góc cạnh, làn da nâu quyến rũ, Hờ An Nhê nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo các sản phẩm danh tiếng, các nhãn hiệu thời trang, làm nàng thơ cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Chuông Thanh Phong. Cũng trong năm 2016, Hờ An Nhê được bình chọn là Miss Việt Nam Timeless Beauty do chuyên trang Mixology Việt Nam bình chọn. Năm 2017, Hờ An Nhê gây sốc khi tuyên bố thi Hoa hậu lần cuối, đó là cuộc thi Hoa hậu Đại Dương. Cô được trang Mixology Việt Nam dự đoán sẽ lên ngôi Hoa hậu, cũng như Best Bikini. Nhưng cuối cùng cô lọt top 3 thí sinh mặc bikini đẹp nhất, lọt top 15 chung cuộc. Song song đó, Hờ An Nhê tham gia chương trình truyền hình thực tế Hành trình văn hóa Việt cùng ca sĩ Mỹ Kyle York. Hiện nay, Hờ An Nhê cũng là gương mặt quen thuộc tại các sàn catwalk danh tiếng, được nhà thiết kế lựa chọn bởi sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và đầy kinh nghiệm trên sân khấu.